Sau khi truyền hình đưa tin thông tin về cơ sở tàng trữ ga trái phép không đảm bảo an toàn, có nguy cơ cháy nổ cao nằm trong khu dân cư tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc xử lý vi phạm. Bạn đang xem Người đưa tin TV. Trong bài viết ngăn chặn nguy cơ cháy nổ từ các kho bom ga, truyền hình đưa tin đã thông tin về các cơ sở, nhà xưởng sang chiết ga trái phép, ngụy trang trong các khu dân cư hoặc nằm trên đất nông nghiệp không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ gây nguy hiểm tới cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Cụ thể, một nhà xưởng tại ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội tàng trữ nhiều bình ga có dấu hiệu vi phạm và nguy cơ cháy nổ. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc số ga và giấy phép kinh doanh. Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo công an phường Khương Đình lập biên bản, thu giữ toàn bộ số bình ga có nguy cơ cháy nổ cao tại đây. Theo đó, chủ cơ sở này là ông Hoàng Văn Tư, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại Ứng Hòa, Hà Nội, bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép chất hàng nguy hiểm về cháy nổ theo khoản 4 điều 30 Nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Đồng thời, bị tịch thu chất hàng nguy hiểm về cháy nổ theo khoản 6 điều 30 Nghị định 167. Công an phường Khương Đình và công an quận Thanh Xuân cần tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn, tránh tái diễn việc các cơ sở sang chiết, tàng trữ ga gây nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho nhân dân. Qua đây, truyền hình Người đưa tin cũng xin cảm ơn Thượng tá Đinh Tuấn Thành, trưởng Công an quận Thanh Xuân và Trung tá Đỗ Xuân Trung, trưởng Công an phường Khương Đình đã tiếp nhận thông tin và nhanh chóng chỉ đạo xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn cháy nổ. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.